Để tôi. Mình đi toilet trước nha. Sao em nói có tiền là làm lại cuộc đời mà. Vậy còn ngồi đây làm gì nữa? Còn gì nữa đâu anh, mất hết rồi. Cái gì? Cái thằng Peter đó, nó quay lại lấy hết tất cả trong đêm đó luôn. Trời đất, sao em không nói cho anh biết? Nó tính cướp thì nó cũng tính đường chạy trốn rồi. Lần này thì anh chịu rồi. Đừng có hòng bọn nó sang Việt Nam lần nữa. Tại em thôi, em chủ quan quá. Minh à, của đi thay người. Bây giờ em có tiếc cũng không được gì đâu. Anh có bao nhiêu đây, em cầm tạm đi. Ừ, em cảm ơn, nhưng thôi em không lấy đâu. Đừng, em cứ cầm lấy đi, đừng có ngại gì mà. Em không ngờ có ngày anh lại tốt với em như vậy. Anh đi đây. Cai đi em, đây là con đường chết đó. Nghe anh đi, cai nghiện càng sớm càng tốt. Anh đi nha. Không ngờ mình lại sa ngã như vậy. Tao biết có một ngày cùng đường mình sẽ làm bậy, không ngờ lại đến nông nỗi này. Tao cũng không ngờ đời mình khổ như vậy. Cũng tại mình thôi. Nhưng bây giờ chẳng nên trách mình làm gì. Tao với mày nên tìm cách gì đó giúp mình tốt hơn.
là ngồi đây than thở. Tao cũng nghĩ như vậy đó. Thôi, dù sao tao với mày cũng ráng tìm rồi đưa Minh về quê. Quan trọng là Minh không muốn về quê. Chẳng lẽ tao lại trói Minh lại? Làm vậy thì kỳ lắm. Tao hỏi thiệt mày nghe, mày phải trả lời cho thiệt. Đối với mày, tao không giấu chuyện gì hết. Mày còn yêu Minh chứ? Nếu như mày biết, thì bao nhiêu năm nay tao không tài nào nghĩ đến chuyện cưới vợ được. Vậy thì mày hiểu tao yêu Minh như thế nào. Ngay cả khi mày biết Minh gặp hoàn cảnh như vậy hả? Tất nhiên tao biết. Mọi người sẽ cười chê tao, cho tao là điên rồi. Nhưng mặc kệ họ, chỉ cần mình yêu tao là tao vui rồi. Tốt, tốt lắm Tuấn à. Mấy em cho anh hỏi, ở khu nhà trọ này có ai tên Minh không? Minh nào vậy? Chắc Minh lùng bên kia gì. Không phải đâu mà ơi, hỏi người ta có Minh nào đã chứ. Minh nào vậy? Minh Hoa hậu đó em. Minh Hoa hậu hả? Anh ơi, ở đây không có Minh Hoa hậu hay người mẫu gì đâu anh. Ở đây chỉ có Minh mẫu hậu thôi anh. Nhưng mà anh muốn tìm thì tụi em tìm giùm cho. Vậy thôi, cảm ơn mấy em. Thì được trai rồi. Tao với mày á, sáng giờ đi tìm 5-6 dãy nhà trọ mà không được. Bây giờ ra xe về, sáng mai tao với mày đi tìm tiếp. Nhưng sáng mai tao về quê rồi, lần này tao về 1 tháng. Rủ cậu Mạnh vô đây tìm Minh cho bằng được. À, thôi được rồi, mày cứ về. Tao và tụi bạn trong lớp á sẽ họp lại bàn cách đi tìm Minh. Tụi bạn trong lớp mình nó có khoảng 30 đứa sống trong thành phố. Minh. Minh. Chạy Minh. Đứng lại kia mà Minh. Con tụi chạy Minh à. Tụi chạy Minh. Minh không sinh ra cho tụi đâu. Minh đừng nói vậy. Tôi không thể nào sống thiếu Minh được đâu. Không thể nào. Sao em không ngủ đi? Mai mình về quê, anh sẽ cưới em. Không được đâu Tuấn. Em không đợi. Anh yêu em. Cho dù thế nào đi nữa, anh cũng chỉ yêu có mình em. Anh không sao em được. Về với anh đi em. Anh đừng nói như vậy. Em bây giờ không xứng với anh đâu. Quên chuyện cũ đi em.
rồi tụi mình sẽ làm lại từ đầu. Em cứ coi như tụi mình vừa trải qua một cơn ác mộng thật dài. Bây giờ tỉnh dậy, cuộc sống dù có đổi thay, nhưng tình cảm tụi mình vẫn không bao giờ thay đổi. Hãy nhìn vào thực tế đi. Tụi mình có còn là con nít đâu mà lãng mạn mãi. Thì chúng ta cứ sống với nhau đi. Có gì mà lãng mạn, có gì mà diễn giống. Đơn giản lắm. Sáng mai đưa em về quê, rồi tụi mình sẽ làm một cái đám cưới nhỏ nhỏ. Sau đó em đi bán bánh canh, còn đi dạy võ. Vậy thôi, đơn giản vậy đó. Nhưng nhất định, nhất định tụi mình sẽ hạnh phúc. Anh khờ quá. Tên anh đi, nhất định anh sẽ làm cho em hạnh phúc mà. Không biết má gặp em sẽ thế nào hả? Chắc chắn má sẽ mừng. Má anh hay má em? Má em hay má anh gì cũng sẽ rất là mừng. Cái ông này lớn mà cứ như con nít vậy, nghe mà không biết nói về ai. Anh làm bộ thôi, chứ má em hay má anh gì cũng đều vui mừng hết đó. Nhưng còn má em, em không biết chứ, bao nhiêu năm qua không năm nào má em đi cầu mạnh không đi tìm em hết đó. Có năm 3-4 lần luôn. Anh cũng vậy đúng không? Tất nhiên rồi, mất một nửa của mình phải đi kiếm chứ. Thank you.
mình ơi. Má. Con ơi. Chết đắng bên dây về đâu em ơi, xin em hãy dâng tương lai trên đời chờ em quên đi giấc mơ mà xin em ơi xưa ta bóng phai mây đen cuộc đời bao tố mùa giông tình đời xi vắng bên lạc lối nơi còn đi. Mà thằng con đi, tội nghiệp con tội, má không đánh con đâu. Mình ơi, má còn về là má mừng rồi. Đừng nói chuyện lỗi lầm nữa. Má sẽ không đánh con đâu. Má đánh con đi, để con biết là má còn thương con. Má vẫn thương con mà. Mình ơi. Nóng hổi đây. Mình à? Gì vậy? Không chịu kêu người ta một tiếng, là người ta chạy xuống, ta phụ bưng lên. Em cứ xin vậy hoài cái anh Hưng, anh Hưng chịu trách nhiệm đó. Ông này thường ngày kêu ông rác cổ họng, ông cũng thèm trả lời nữa đó con. Nói nhỏ nhỏ thôi, có hai đứa nó ở đây. Nói tụi nó cười tôi sao? Bà cứ lo bà bêu xấu tôi hoài à? Phải cho tôi giữ sĩ diện chút. Thôi ăn đi con, ổng là ổng cứ ba qua chích chè suốt ngày vậy đó. Con mời má. Ăn đi em. Con mời Dượng. À, ăn khỏe vô nghe. Lấy sức mà sát cánh cùng cậu. Bình thường ở nhà có mình cậu bả nghiếc cậu hoài luôn á. Thôi nghe, nói xấu tôi hoài à. Giờ má nói vậy nghe, hai đứa đừng ở nhà thuê kiểu này nữa. Các con phải có nhà riêng chứ, không lẽ ở mướn hoài sao? Còn con Minh, kiếm cái gì đó buôn bán. À hay là má tính vậy nè, mình thuê cửa tiệm thôi. Rồi tối các con về quay quần, cả nhà mình sống chung cho vui ha. Sao cũng được mà má. Tương lai của hai đứa là phải tự hai đứa quyết định nha. Ý má con nói á, là má con với Dượng á, không thể lo cho con suốt đời được. Hiểu chưa? Con, ăn đi. Ăn hết đi rồi bới thêm chén khác ăn nữa. Con phải ráng có sức khỏe chứ. Để mai mốt Tuấn nó đi dạy võ đó. Có một mình con lo nhà lo cửa đó. Ăn đi. Nè, làm gì thì làm nha. Hai đứa phải làm đám cưới cho đàng hoàng đó. Mọi chi phí Dượng lo, ok? Khỏi Dượng, đăng ký kết hôn là được rồi. Sao chỉ đăng ký kết hôn? Cưới cho em, cưới cho vui. Không, thôi anh à. Anh tới lâu chưa? Có chuyện gì kiếm tôi gấp vậy? Anh Lý cần gặp anh có chút chuyện. Có gì đầu giờ chiều anh qua gặp anh nha. Tôi không còn gì liên quan tới mấy người nữa. Chẳng có việc gì tôi phải gặp mấy người. Có chuyện liên quan chứ tự nhiên kéo vô làm chi? Có gì thì cũng kệ. Bây giờ thì tôi muốn làm ăn đàng hoàng.
Tôi không muốn liên quan tới mấy người nữa, hiểu chưa? Đàng hoàng tử tế, nghe vui tai quá. Tôi chỉ sợ anh đàng hoàng mãi không được đâu. Được hay không á là chuyện của tao, không phải chuyện của mày. Không cần mày phải lo, mày cứ về nói thằng Lý như vậy, hiểu chưa? Má, không dài dòng với mày nữa. Được rồi anh hai. Ok, chiều nay tôi sẽ giao hàng cho anh liền. Được rồi, tụi này làm ăn uy tín mà, tôi hứa tôi sẽ giữ lời. Ừ, ok. Sao rồi? Nó nói nó vậy ngày, giờ làm ăn tử tế, không muốn dính dáng tới mình nữa. Sao tao nghe ngứa cái lỗ tai quá. Mày nói nó làm sao? Thiềm kêu nó qua gặp anh bàn một số chuyện làm ăn. Ai ngờ dở giọng đạo đức, lương tâm cắn rứt. Lương tâm lương thực, cái mã mẹ nó. Chắc là có chỗ nào ngon hơn mình, cho nên nó mới trở mặt như vậy. Tao không tin thằng này nó hoàng lương. Để coi nó dở trò gì. Em cũng không hiểu thế nào nữa. Nghe tụi đàn em nói là thằng này nó không hề dây dưa với tụi nó đã 3-4 năm nay rồi. Phi dụ cuối cùng nó làm ăn là nó đòi tiền cho con Minh đó. Minh nào? Minh Quang à? Thì đó, nó tìm thằng Peter. Nó bắt thằng này ói ra 300.000 đô. Peter đưa ngay. Xong rồi nó đến nhà con Minh, nó dịch lại. Peter là tay chân của anh Năm. Đừng đụng tới nó nghe chưa? Dạ, em biết mà. Ủa? Anh... Em ra hồi nào vậy? Ra đâu mà ra. Em trốn. Hả? Trốn hả? Giờ phải tìm chỗ em trốn một thời gian rồi mới đi dựng biên. Em vô đây có ai nhìn thấy em không? Em biết mà. Anh làm gì sợ dữ vậy? Em định kiếm anh, mượn tạm một ít tiền. Em có tiền mới trốn được. Ờ, thôi thôi, em vô nhà đi. Vô đi em. Uống nước đi em. Em cầm tạm số tiền này, thông cảm cho anh. Anh không cứu được em. Em biết rồi, anh khỏi lo. Thật ra anh không muốn dính dáng đến mấy chuyện này. Anh muốn... Mấy năm xa em, con nhỏ nào nó dạy cho anh cái đạo đức rẻ tiền vậy? Anh không muốn tranh luận với em nữa. Bây giờ em muốn đi đâu, anh chở em đi. Thôi, khỏi cần. Tự em lo được mà. Nếu có kiếp sau, em cũng lại gặp anh. Để thử xem, cái thứ đạo đức giả của anh có cao giá hơn được tí nào không? Thôi, em đi đây.
Anh tưởng vẫn còn nằm coi tivi chứ. Ai ngờ em ngủ rồi hả? Em ngủ sớm vậy? Trời, con nhỏ nào lười biếng leo lên giường tôi nằm này trời. Gì chứ? Được chưa? Được rồi. Em có thai rồi. Thiệt không? Ừ. Xong cho em biết sớm. Làm sao em biết? Em nè, con trai hay con gái vậy? Mới làm sao mà biết được. Mà tại sao lại hỏi? Tính phân biệt nam nữ hả? Không phải, biết đi đặt tên. Thấy chưa? Chưa gì hết mà đã đàn áp người ta rồi à. Chắc tối nay xuống gặp giường ngủ quá. Xuống đi. Em đúng thiệt phải không? Ờ, xuống đi. Ê, coi kìa, coi kìa. Anh làm gì vậy? Anh đang lắng nghe con nói. Con nói gì? Con nói ba Tuấn rất yêu mẹ Minh. Em mới về hả? Sao không gọi điện anh ra trước? Em khỏe không? Thằng Điểu! Ai cho mày để má tao đậu đường xó chợ? Tao một lòng giúp mày, mày đối xử với má tao như vậy đó hả? Em làm rồi, anh lo cho má rất đàng hoàng mà. Mày còn chối nữa hả? Tao biết hết á, mày có hiểu chưa? Trời ơi, bà lẫn bà bỏ đi, làm sao anh biết được? Anh cho người đi tìm quá trời mà không gặp bà. Mày nói láo. Tao gặp bà rồi, mày để bà ra đường, chứ còn cái gì nữa? Mày là thằng chó, tao giết mày. Cô Tây An, tránh ra, mày cứu nó mày được cái gì? Được cái gì kệ tôi, bà khỏi phải lo. Mày, bà không cút khỏi đây, tôi cần công an đó. Tao thách mày đó. Thôi, xí xóa đi. Dù sao mày cũng có thời gian giúp tao nhiều chuyện. Và làm tình nhân cho mày nữa chứ. Tính gì chuyện đó, mày bồ bịch cả trăm thằng, chứ đâu riêng gì tao. Đừng có dở cái giọng ghen tuông đó ra, nghe chướng tai lắm. Vậy hả? Vậy thì mày đi ra khỏi nhà tao. Tao tiếc là tao nhìn ra mày hơi muộn. Mày nhớ, tao thù dai lắm. Mày giữ nhà như vậy hả? Đàn ông dạ. Phải có chút bia rượu. Uống gì lạ vậy mày? Làm nghề của con á, mà bia rượu thuốc lá vô là xương cốt nhão hết. Có chút mà nhão gì. Uống đi. Tao vừa là cậu mày, vừa là cha vợ mày, không lẽ không nói mày uống hết được ly bia này sao? Vô đi. Có sao tao chịu. Vậy mới được chứ. Cậu nói vậy, cha vợ nói vậy lẽ nào mày không nghe? Má vợ mày mà biết tin này, bà mày điên luôn. Vợ con nói á, là để chắc chắn rồi mới báo cho má biết. Được khoe với cậu nữa, cho hai người mừng. Vậy tao là người biết đầu tiên. Nè,
Từ xưa tới giờ tao đâu phải người kính miệng. Mặc kệ cậu chứ, con không quan tâm. Tao giỡn chút thôi mà, mày yên tâm đi. Quá ra trời cũng có mắt, cũng Minh may mắn kiếm được thằng chồng như mày. Con may mắn hay là Minh? Tao thấy đàn ông trên đời kiếm được một thằng như mày không dễ đâu. Tao với má con Minh biết ơn mày lắm đó. Hai chai nữa anh ơi. Trời, thằng này nay giữ ta, con bộ sắp thành bợm nhậu rồi đó. Vô. Vô cậu. Em làm cái gì vậy? Minh, đưa đây cho anh. Đưa đây cho. Tại sao em làm vậy hả Minh? Đưa đây cho anh. Em có biết là chất này độc hại lắm không hả Minh? Trời, buông ra. Trời, coi. Em, tại sao em làm vậy hả Minh? Minh à. Em. Minh. Minh. Minh à. Em ơi. Anh hiểu. Hoàn cảnh nó đẩy em đến nước này. Nhưng em còn trẻ, em không thể cứ tiếp tục như vậy được. Hơn nữa, em còn có đứa con của chúng ta trong bụng mà. Em phải cố gắng cai nghiện mới được. Em đã cố, nhưng em không cai được. Phải cai được. Anh sẽ tìm cách. Nhưng mà cai bằng cách nào thì em cũng cần phải có nghị lực em à. Em muốn lắm, nhưng em sợ em không đủ sức. Được, em sẽ làm được. Lên xe. Mày muốn gì? Em nghĩ anh làm gì được em nè. Mời em ngồi.
chuyện cũ bỏ qua đi. Anh đã tìm cho em một nơi rất an toàn. Chỉ chờ tình hình im một chút, anh sẽ đưa em ra nước ngoài. Thế là xong. Ok. Sao tôi tin anh được? Chẳng phải anh đã phản phé tôi một lần rồi hay sao? Nếu em có cách khác, tùy em. Anh đâu có ép. Chỗ này coi như trả nợ cho em. Khỏi tiện. Mày tính thế nào á? Cho gọn đi. Con nhỏ này khó tin lắm. Trước sau gì nó cũng cho mình một nhát. Anh hai, mình làm như vậy có quá đáng không? Mày sớm muộn gì cũng chết vì cái tội cảm tình dớ dẫn đó cho coi. Em không thương bả, nhưng em nghĩ đến công của bả thôi. Biết rồi, mày không thấy tao nghe lời mày. Tìm nó về đây, trả cho nó đóng tiền. Mày chưa hả dạ hả? Anh đã nói rồi mà, con của anh á chỉ từ khỏe và khỏe trở lên thôi. Không chừng sau này mình già lắm cẩm á, nó đánh cho bể đầu. Cha nào con thấy thích đánh nhau mà nói ai? Đương nhiên rồi, con trai mà. Sau này mà nó biết đi á, anh sẽ cho nó đi tập võ liền luôn. Nhưng nếu nó là con gái thì sao? Học võ với anh á, hai ba hôm con trai chạy mất dép, ai dám yêu nữa. Thì lúc đó mình tính sao? Nhưng mà linh cảm á, đó là con trai. Để được không? Để xem, anh nói có đúng không? Anh tính bữa nay
khao em gì nè? Anh á là anh định khao em một chầu yến sao. Nhưng mà má em định khao mất tiêu rồi. Ờ ha, anh nhắc em mới nhớ. Hôm nay má với Dượng biểu tụi mình về nhà ăn cơm. Anh thử đoán xem má nấu món gì nè. Cháo. Bít canh. Đi nha. Má. Má. Dượng. Sao rồi Dượng? Con? Hả? Dạ, bác sĩ nói cháu của má khỏe lắm. Trời ơi, mừng quá đi. Trời ơi, ở nhà nóng ruột dữ lắm. Biểu ông đi đón tụi bay mà ông cứ lần chân hoài à. Chuyện đâu còn có đó. Đó giờ hai đứa nó về rồi đó. Nói hoài làm ta rối à. Lại trời lại Phật. Vậy là nhà mình có phước rồi dạ. Đó. Kêu cho người ta đứa con đi không chịu. Giờ còn nói phúc này đức nọ. Vô duyên. Trời ơi, già mà nói chuyện gì vậy? Ai đẻ được đâu mà ham. Thôi đi kiếm chỗ khác đi. Thôi mà, ta nói giỡn chứ bộ. Em số 1 của anh á. Có em anh không cần gì nữa. Cứ ba qua vậy hoài á. Hai đứa, vô rửa mặt rửa mày đi rồi thay quần áo. Má nấu cơm rồi đó. Vô chuẩn bị ăn cơm ha. Dạ. Tránh ra. Ê, ê, để tôi làm. Bà vô lo cơm nước cho tụi nhỏ đi. Không ai khiến nghe.